nặng quá là gãy cả cây luôn này. Phỏng chân đi à? Gãy đòn luôn này. Giòn chứ sao không giòn? Em chịu, em có biết đâu. Quỳ quá béo, mỡ quá dày. Lán trăng trăng này cứ phải ngay chả sáng khô quá đấy chú nhá. Ui, vật tươi tươi lắm, ngon chú ạ. Nó có mô á, thì tăng máy phải thở con. Khỏe ra là thằng thuê thì sao tập hình này, các khám tập hình này. Đáng này. Ăn thì có tăng cái tăng cái gì nữa chú mày. Chú mày, mày cái đốt vội thì chả vội. Chặt cái gì? Đưa ra đi. Ăn thịt mà cái mặt này buồn thế thì ăn làm cái gì? Ăn rồi tươi cười lên chứ. Để mãi thằng già này mày. Ngon không? Giòn không? Ăn thịt buồn đấy nhỉ mày. Mai mày không cho mày ăn đấy. Ăn đi. Mày ăn cái miếng to này giòn giòn như bánh đa nhỉ. Mấy thiên điên này. Cảm giác nó như nào, nó ngon hay nó ngậy, nó toàn mỡ. Mỡ nhỉ, con này mỡ quá. Thank you.